Nó thì viên đây là kết thúc. Nếu anh em thấy viên hoàn thành thì hãy để lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Cuối cùng là một cái chia sẻ và tất nhiên là một cái thông báo cho để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình là Kenboy đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.